Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Và sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ được trình bày với Tuyết Nhi. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ sẵn sàng áp dụng giải pháp quân sự đối với Bắc Hàn. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Joseph Dunford hôm ngày 14 tháng 8 tuyên bố rằng giải pháp quân sự đối với Bắc Hàn sẽ được áp dụng nếu các giải pháp chế tài ngoại giao và kinh tế đối với Bắc Hàn thất bại. Theo tin từ Văn phòng Tổng thống Nam Hàn, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Nam Hàn Park Soo-hyun nói trong một cuộc họp báo rằng tướng Dunford đã đưa ra bình luận như trên với Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in trong một cuộc họp kéo dài 50 phút để thảo luận các vấn đề gần đây, bao gồm việc khiêu khích của Bắc Hàn. Tại Seoul, ông Dunford gặp gỡ các quan chức quân đội Nam Hàn, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Song Yong-mu vào cuối ngày 14 tháng 8. Ông Dunford sẽ rời Nam Hàn để đến Trung Quốc và Nhật Bản trong tuần này. Căng thẳng đã tăng lên trong những tháng gần đây vì lo ngại rằng Bắc Hàn có khả năng tấn công Hoa Kỳ bằng vũ khí hạt nhân. Tổng thống Nam Hàn Moon nói rằng không có chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, kêu gọi Bắc Triều Tiên dừng những lời khiêu khích. Ông Moon nói trong một bài phát biểu khai mạc cuộc họp thường lệ với các cố vấn cao cấp, không xảy ra cuộc chiến tranh nào trên bán đảo Triều Tiên, bất kể những thăng trầm mà chúng ta phải đối mặt. Tình hình hạt nhân của Bắc Hàn phải được giải quyết một cách hòa bình. Thưa quý vị, Hoa Kỳ cảnh báo âm mưu ám sát Thượng nghị sĩ Marco Rubio. Hoa Kỳ đã tăng cường lực lượng an ninh bảo vệ Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là Marco Rubio sau khi xuất hiện thông tin cho rằng ông đang là mục tiêu ám sát xuất phát từ Venezuela. Nguy cơ ám sát này được miêu tả trong thông báo do Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cung cấp cho nhiều cơ quan hành pháp vào tháng 7. Theo tờ Miami Herald ngày 13 tháng 8, bản thông báo nhắc đến một mệnh lệnh yêu cầu Thượng nghị sĩ Rubio phải bị xóa sổ, dù trong đó nêu rằng không có thông tin cụ thể nào về âm mưu này được thu thập cho đến nay và giới chức chưa thể xác minh mối đe dọa. Người đứng sau âm mưu này được cho là ông Diosdado Cabello, cựu sĩ quan quân đội thân cận với cố tổng thống Hugo Chavez và hiện là nghị sĩ đảng PSGV cầm quyền. Theo bản thông báo của Bộ An ninh Nội địa, ông Cabello có thể đã liên lạc với một số phần tử Mexico chưa xác định để lập kế hoạch. Ông Cabello và ông Rubio trong thời gian qua đã công khai chỉ trích nhau kịch liệt. Vào ngày 19 tháng 7, ông Rubio phát biểu tại Thượng viện rằng ông Cabello là Pablo Escobar của Venezuela, ám chỉ việc giới chức Washington lâu nay nghi ngờ ông này liên quan đến hoạt động buôn ma túy. Ông Cabello gần đây đáp trả trên Twitter rằng bằng cách sửa tên Marco Rubio thành Narco Rubio. Từ Narco có nghĩa là ma túy. Đại sứ quán Venezuela tại Hoa Kỳ cũng như Bộ Thông tin và Truyền thông Venezuela từ chối bình luận về vụ việc. Phía Thượng nghị sĩ Rubio cũng chưa có tuyên bố nào. Kính thưa quý vị, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence công du tại Colombia. Vào ngày 13 tháng 8, trong khuôn khổ chuyến thăm Colombia, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã hội kiến Tổng thống nước chủ nhà Juan Manuel Santos nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước. Phát biểu trong buổi họp báo chung sau cuộc gặp, hai bên chia sẻ nhận định chung một chiến chống ma túy là nhiệm vụ chung, cần phải hành động để bảo vệ người dân. Sau khi thừa nhận diện tích trồng bất hợp pháp cây coca, nguyên liệu dùng để chế ra chất gây nghiện cocaine, gia tăng trong những năm gần đây, người đứng đầu chính phủ Colombia cam kết nỗ lực xóa bỏ việc trồng loại cây đó tại nước Nam Hoa Kỳ. Liên quan đến tình hình Venezuela, Tổng thống Colombia đề nghị Phó Tổng thống Pence loại bỏ lựa chọn can thiệp quân sự để giải quyết một cuộc khủng hoảng hiện nay tại Caracas, như tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ là Donald Trump đưa ra vào hôm ngày 11 tháng 8 vừa qua. Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng đồng ý tăng cường cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước, mở rộng và đa dạng hóa các chương trình nghị sự song phương. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence sẽ có buổi làm việc với giới tướng lĩnh quân sự Colombia trong ngày 14 tháng 8 và tham gia vào một sự kiện văn hóa tại nước Nam Hoa Kỳ trước khi lên đường chuyến công du tới Argentina, Chile và Panama
Được biết, Hoa Kỳ đã tài trợ cho Colombia 10 tỷ Mỹ Kim để triển khai cuộc chiến chống ma túy, cũng như thúc đẩy kinh tế nước Nam Hoa Kỳ. Tiếp theo phần tin trên Hoa Kỳ thì thưa quý vị, Hoa Kỳ đang xem xét cắt giảm mạnh ngân sách dành cho viện trợ nước ngoài. Trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 13 tháng 8, tân giám đốc cơ quan phát điện quốc tế Hoa Kỳ gọi tắt là USAID, Mark Green cho biết, tại cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Trump hồi tháng 1 vừa qua, ông đã bày tỏ quan điểm cho rằng việc triển khai các chương trình viện trợ có thể giúp chính phủ đạt được các ưu tiên chiến lược và hạn chế số lượng người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Ông Green cũng cho rằng, để nâng cao hiệu quả hoạt động của USAID trong bối cảnh ngân sách bị thu hẹp, cơ quan này cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên, trong đó có việc duy trì các chương trình viện trợ nhân đạo. Theo ông, mục tiêu chính sách viện trợ của Hoa Kỳ là nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra khủng hoảng, đồng thời xử lý các vấn đề do khủng hoảng gây ra. Phát biểu của tân giám đốc USAID được đưa ra trong bối cảnh chính phủ của Tổng thống Donald Trump có kế hoạch cắt giảm 30% ngân sách dành cho viện trợ nước ngoài. Từ trước đến nay, các chính sách viện trợ của Hoa Kỳ đều nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Theo một chuyên gia nghiên cứu thuộc Trung tâm Phát triển Toàn cầu, có trụ sở ở Washington, do có quan hệ thân thiết với các nhà lập pháp hơn so với những người tiền nhiệm, thì ông Green sẽ có điều kiện thuận lợi khi giải trình trước Hạ viện về các vấn đề liên quan tới chính sách viện trợ của Hoa Kỳ, nhất là vấn đề kinh phí. Thưa quý vị, Thống đốc Guam bảo vệ lập trường chống Bắc Hàn của ông Trump. Theo AFP vào ngày 14 tháng 8, trong khi giới chỉ trích cáo buộc Tổng thống Donald Trump thổi bùng căng thẳng với Bình Nhưỡng, Thống đốc bảo đảo Guam, ông Eddie Calvo đã bày tỏ sự cảm kích vì nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đang thể hiện lập trường mạnh mẽ trước mối đe dọa của Bắc Hàn nhằm mục tiêu vào quê nhà của ông trên Thái Bình Dương. Hãng tin AFP dẫn lời ông Calvo cho biết, những ai trưởng thành trên sân trường tiểu học thì đều hiểu thế nào là một kẻ du côn. Ông nhấn mạnh rằng lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un sở hữu một số vũ khí rất mạnh và cần phải bị đáp trả một cách mạnh mẽ. Thống đốc Calvo, một nghị sĩ đảng Cộng hòa, cho rằng Tổng thống Donald Trump đang bị chỉ trích một cách không công bằng liên quan tới việc giải quyết cuộc khủng hoảng Bắc Hàn, vốn leo thang khi Bình Nhưỡng, trong một lời cảnh báo quyết định, đã tuyên bố đang lên kế hoạch phóng hỏa tiễn nhằm vào Guam. Ông Calvo nêu rõ, Bắc Hàn đã đe dọa tấn công Guam, lãnh thổ của Hoa Kỳ, nơi bố trí có hai căn cứ quân sự lớn và nơi đồn trú của hơn 6.000 quân nhân, ít nhất là 3 lần kể từ năm 2013. Ông nhấn mạnh các tổng thống tiền nhiệm cũng đã sử dụng những ngôn từ cứng rắn để cảnh cáo Bình Nhưỡng. Ông nêu rõ, cựu Tổng thống Obama hồi năm ngoái cũng khẳng định, chúng tôi có thể hiển nhiên hủy diệt Bắc Hàn bằng kho vũ khí của chúng tôi. Và bản tin sau đây là liên quan về Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Donald Trump lên án vụ bạo động ở Charlottesville. Vào ngày 13 tháng 8, thì thưa quý vị, người phát ngôn Tòa Bạch Ốc khẳng định, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố mạnh mẽ rằng, ông lên án tất cả hình thức bạo lực, mù quáng và thù hận. Dĩ nhiên có cả những người ủng hộ phong trào, người da trắng thượng đẳng. Nhóm KKK, những người ủng hộ chủ nghĩa phát xít và tất cả các nhóm cực đoan. Tổng thống Trump kêu gọi đoàn kết dân tộc và đưa tất cả người Hoa Kỳ xích lại gần nhau. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ABC, Cố vấn An ninh Quốc gia Herbert McMaster khẳng định, bất cứ vụ tấn công nào nhằm vào người dân nhằm kích động nỗi sợ hãi đều là khủng bố. Theo ông, vụ bạo lực ở Charlottesville, tiểu bang Virginia là một hành động tội ác chống người Hoa Kỳ. Thị trưởng thành phố New York là Bill de Blasio cũng lên án vụ bạo động tại Charlottesville, coi đây là một hành động của chủ nghĩa khủng bố trong nước. Theo ông, phong trào ủng hộ người da trắng thượng đẳng là mối đe dọa đối với nước Hoa Kỳ, trong đó có các nhân viên thực thi pháp luật. Thống đốc tiểu bang Virginia là Terry McAuliffe đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời tham dự một buổi lễ cầu nguyện cho các nạn nhân. Ông kêu gọi giới chức Hoa Kỳ lên tiếng phản đối mạnh mẽ đối với các hành động thù hận. Tính đến nay, đã có 4 người bị bắt giữ, trong đó có James Alexville, 20 tuổi,
nghi can được cho là đã lái chiếc xe lao vào đám đông. Kính thưa quý vị, nổ súng tại trường đua xe làm 3 người thiệt mạng tại Wisconsin. Một vụ xả súng đã xảy ra tại một sự kiện đua xe vào ngày 13 tháng 8 ở tiểu bang Wisconsin, miền Trung Bắc nước Hoa Kỳ. Hậu quả là 3 người đàn ông thiệt mạng. Hiện giới chức an ninh Hoa Kỳ đưa ra xác định chưa rõ thủ phạm và nguyên nhân gây án. Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra vào lúc 19 giờ, tức giờ địa phương, tại trường đua Great Lakes thuộc vùng Onion Grove. Nhân sự kiện Larry Fun Fest, ước tính có khoảng 5.000 người tham dự sự kiện này. Sau vụ bắn súng, hàng nghìn người đã phải di tản. Hai trong số ba nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Các nạn nhân đều trong độ tuổi 20 và 30, và có hai người được xác định đến từ tiểu bang Illinois. Danh tính các nạn nhân hiện chưa được công bố. Khoảng 100 nhân viên cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường, thiết lập trật tự công cộng, thu nhập chứng cứ và thẩm vấn nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Chưa có bất cứ đối tượng tình nghi nào bị bắt giữ. Thưa quý vị, Hoa Kỳ giúp Ấn Độ hiện đại hóa quân đội. Đô đốc Harry Harris, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết, Washington đang đối xử với New Delhi giống như là nhiều đồng minh trong các khối quân sự của Hoa Kỳ. Theo hãng tin Press Trust of India, cho biết là tôi cho rằng cùng nhau chúng ta sẽ có thể cải thiện năng lực quốc phòng Ấn Độ theo hướng đáng kể và có ý nghĩa. Đô đốc Harris nhận định như trên, hiện Hoa Kỳ đang vun bồi quan hệ hợp tác quốc phòng với Ấn Độ trong một phần của nỗ lực duy trì ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với sự tham gia của cả Nhật Bản, theo tờ The Times của India. Tôi cho rằng quan hệ tay ba giữa Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kỳ vô cùng quan trọng. Đô đốc Harris khẳng định, từ năm 1992, Ấn Độ và Hoa Kỳ tổ chức tập trận hải quân chung tại vùng Malabar ở bờ đông Ấn Độ, với Nhật Bản gia nhập vào năm 2015. Theo Đô đốc Harris, Hoa Kỳ và Ấn Độ có thể cân nhắc mở rộng quy mô để Úc tham gia, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi, và chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút quảng cáo với tin Việt Nam.